Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video hôm nay mình sẽ chỉ ra một số lỗi mà các bạn học môn trang trí màu thường gặp phải ngay từ khi bắt đầu cho đến khi vẽ bài. Vậy những lỗi đó là những lỗi nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đối với các bạn mới bắt đầu, nếu như không được chỉ dẫn từ trước thì các bạn dễ nhầm lẫn trong khâu chọn màu. Chẳng hạn như là trong trường hợp bạn này đây, bạn hỏi là học trang trí màu sử dụng màu marker có được hay không? Thì đáp án của mình là không, tại vì marker có những cái hạn chế. Chẳng hạn là rõ nhất ở đây là bút này nó có cái tính che phủ thấp. Nếu như các bạn tô sai một cái mảng nào đó thì mình rất là khó để tô chồng, để che lấp được. Mình không biết trong tương lai các trường đại học có bổ sung màu này vào việc thi hay không, nhưng chắc chắn trong hiện tại thì các trường yêu cầu chất liệu đối với hai màu đó là màu bột và màu poster. Nếu như các bạn còn chưa biết hai màu này là hai màu nào, các bạn có thể xem lại video trước đó mình có đăng học trang trí màu bằng màu bột hay màu poster để các bạn xem kỹ hơn về hai màu này nhé. Cái sai lầm thứ hai mà mình thường gặp là trong khâu chọn cỏ. Các bạn thấy đó, cỏ thì có rất là nhiều chủng loại, và để lựa chọn được cái loại mà nó phù hợp với cái môn học của mình thì các bạn cần phải lưu ý ba cái tiêu chí sau đây. Cái thứ nhất là cái tiêu chí về cái chất liệu của sợi cỏ. Cái thứ hai là tiêu chí về cái kiểu dáng cỏ. Và cái thứ ba là cái tiêu chí về cái kích thước của cái cỏ. Các bạn nhớ lại là cái phần yêu cầu về cái kỹ năng thể hiện đối với một bài thi trang trí màu thì người ta yêu cầu là các bạn phải tô thật mềm, thật mịn và cái cây nét này sạch sẽ. Vậy thì để làm được điều đó, các bạn cần phải lựa chọn những cái cỏ nào mà nó có sợi lông thật là mềm. Chúng ta sẽ có những cây cỏ sau đây đáp ứng được tiêu chí đó. Chẳng hạn như cây cỏ mà làm từ sợi lông động vật, như cây cỏ làm từ lông chồn đây. Cây cỏ này có cái phần cỏ rất là mềm, mịn và cái độ hút màu tốt, cho nên khi mà tô lên bài thì nó sẽ tạo được cái lớp tô mịn và cái phần trên rất là phẳng. Cái cỏ này mình xài cũng được 11 năm rồi cho nên nó hơi te tua một chút. Cái cỏ thứ hai là cái cỏ làm từ sợi lông ngựa. Thì cái cỏ lông ngựa này nó cứng hơn một chút so với cỏ làm bằng sợi lông chồn, tuy nhiên nó vẫn mềm và mình vẫn có thể sử dụng được các bạn nhé. Và cái loại cỏ thứ ba là cái loại cỏ mà làm từ cái sợi nhựa tổng hợp. Chẳng hạn như cỏ này là cỏ mình thường xuyên xài để vẽ trang trí nè. Các bạn thấy đó, cỏ làm từ sợi nhựa tổng hợp thì nó có độ óng ánh nè và độ dẻo nè. Thế nó bật ngay không? Mặc dù cái cỏ này cái độ hút màu nó kém hơn một chút so với cỏ mà làm từ cái các sợi lông động vật. Tuy nhiên cái cỏ này khi mà tô đó thì nó mình muốn đè màu á, thì nó tạo ra độ phẳng tốt hơn, đè màu tốt hơn và mình rất là thích xài cỏ này. Có một cái lưu ý đặc biệt là các bạn cần phải tránh mua cây cỏ làm từ sợi lông heo. Đây là cỏ làm từ sợi lông heo, các bạn nhìn đây. Cái cỏ mà làm từ sợi lông heo thì cái sợi rất là thô, rất là cứng. Và khi tô lên bàn thì nó sẽ để lại vết xước tạo ra từ sợi cỏ. Vậy thì cái cỏ này nó sẽ không phù hợp với cái tiêu chí môn học trang trí đâu các bạn ha. Nói về tiêu chí chọn kiểu dáng cỏ thì chúng ta có cái hai loại cỏ mà chúng ta cần phải tìm mua, đó là cỏ dẹp đầu vuông như thế này, hay còn gọi là cỏ mãng. Cái cỏ thứ hai là cỏ đầu tròn, hay còn gọi là cỏ nếp. Mỗi loại cỏ sẽ có một cái chức năng riêng. Chẳng hạn như cỏ dẹp này dùng để tô vào các mảng lớn, còn cỏ đầu tròn này dùng để tô vào chi tiết. Mình thấy có rất là nhiều bạn dùng cây cỏ đầu tròn này để tô vào các mảng lớn. Chúng ta không nên làm như vậy, bởi vì cái cỏ này nếu chúng ta tô vào cái mảng nhỏ thì nó không có sao, nhưng nếu mà chúng ta dùng cây cỏ này để tô vào các mảng lớn thì nó sẽ để lại các vệt cỏ và nó sẽ không đều. Chúng ta nên sử dụng đúng cái chức năng của từng loại cỏ để cho ra kết quả tốt nhất.
Còn về kích thước cỏ thì các bạn chỉ cần tìm mua những cây cỏ mà nó có cái phần đầu nho nhỏ như thế này thôi. Chẳng hạn như là trên tay mình đây đang cầm cây cỏ đầu tròn là số 5 và cây cỏ dẹp là số 4. Các bạn có thể tìm mua thêm những cây cỏ mà nó có kích thước cũng gần gần hai cây cỏ này. Chẳng hạn như các bạn có thể mua cây cỏ đầu tròn số 3 hay là cây cỏ dẹp số 6 cũng được nha. Cái lỗi thứ ba mà mình có thể gọi đây là cái sự thiếu sót, đó là các bạn thường nhầm lẫn giữa cái kiểu vẽ đi thi và cái kiểu vẽ mà mình còn học ở thời phổ thông. Chẳng hạn như là bài vẽ của bạn này đây. Xin lỗi bạn nha. Khi mà mình vẽ trang trí ở thời phổ thông á, thì mình vẽ rất là đơn giản. Mình chỉ cần vẽ được cái họa tiết cách điệu đơn giản thôi, xong mình đưa vào bài, rồi mình tô màu lên sao cho nó bắt mắt đồ này kia. Nhưng mà đi thi chúng ta cần phải đảm bảo những cái yêu cầu cao hơn. Chẳng hạn như là cái về họa tiết thì người ta yêu cầu phải cách điệu thật là chặt chẽ này, thật là bắt mắt này. Về việc mà đưa họa tiết vào bài thì cái bố cục nó phải có chính có phụ, có trong có ngoài, phải có các mảng liên kết. Và khi tô màu thì màu sắc nó phải rực, bắt mắt này, pha màu thật là lạ này, hay là sắc độ phải nhiều lớp này, tạo được cái nhiều không gian. Chẳng hạn như là bài này đây, hay là bài này nữa, hay là bài này. Chúng ta hãy coi lại bài hồi nãy nhé. Các bạn thấy đó, thì hai cái bài hồi nãy, hai cái phong cách hồi nãy mình đưa cho các bạn coi thì nó rất là khác biệt. Và mình rất là thương các bạn ở tỉnh, có một số nơi thì các bạn không có ai chỉ dẫn, cho nên các bạn vẽ sai cách hết. Hy vọng rằng khi mà coi tới cái đoạn này thì các bạn sẽ nắm bắt được và điều chỉnh lại cái hướng đi của mình sao cho đúng nhé. Lỗi thứ tư mà mình muốn nhắc các bạn trong video này đó là lỗi về phần bố cục. Là khi chúng ta đưa họa tiết vào trong bài, mình đã không làm cho nó thật là hài hòa. Thì cái lỗi này chúng ta sẽ có 5 trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là chúng ta để cho cái họa tiết nó quá lớn. Mình sẽ ví dụ rõ ra ha, các bạn dễ hình dung. Ví dụ đây là cái khung tranh của mình như đây, mà cái họa tiết mình đặt vô đó nó to cỡ này nè. Các bạn thấy đó, nếu như mà mình để cái họa tiết mà nó quá to như thế này thì nó sẽ chiếm mất cái không gian còn lại trong bài đó. Nếu như thế thì nó sẽ gây cảm giác ngộp, tù túng trong bài, đúng không? Cái trường hợp thứ hai cũng rất là dễ gặp phải, đó là chúng ta để họa tiết quá bé đó, hay là quá nhỏ đi, nó ngược với cái trường hợp thứ nhất. Vậy thì trường hợp này nó sẽ như thế nào? Ví dụ cũng là cái khung tranh đó, mình đặt cái họa tiết nó có nhiêu đây à? Vậy thì nếu như mà họa tiết quá bé thì nó dẫn đến cái không gian còn lại trong bài, tức là cái khoảng nền xung quanh cái họa tiết này nó dư ra quá nhiều, thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là cái bố cục nó trống trải, nó lỏng lẻo, đúng không? Trường hợp thứ ba là chúng ta đặt họa tiết ở ngay góc chết. Vậy thì họa tiết mà đặt ở ngay góc chết nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta đặt họa tiết nó lệch ra khỏi khu trọng tâm. Chẳng hạn như đây, mình đặt họa tiết ở ngay đây. Ngược lại với việc mà mình đặt họa tiết mà nó lệch ra khỏi cái trọng tâm, lệch ra khỏi trường nhìn, nghĩa là chúng ta đặt họa tiết ở ngay cái góc mà nó thuộc về cái bốn điểm vàng trong tranh, đúng không? Trường hợp mà chúng ta đặt họa tiết ở ngay góc chết, nó sẽ gây cảm giác tù túng, và người ta hay gọi đây là bị lệch bố cục đó.
Trường hợp thứ tư là chúng ta đặt họa tiết tiếp xúc với khung hình. Hay còn gọi là chạm cảnh á. Vậy thì tiếp xúc hay là chạm cảnh nó như thế nào? Ví dụ như đây. Cái khung như thế này mà mình đặt cái họa tiết này, nó chạm một chút về phần cạnh của cái khung. Nếu như mà mình đặt họa tiết mà nó bị tiếp xúc cạnh như thế này thì nó sẽ gây cảm giác tức mắt. Nó khiến cho cái nhịp điệu bố cục trong bài nó bị đứng lại, hay là nó khiến cho cái bố cục này nó bị tĩnh lại. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta cần phải tránh ra, chúng ta không được phạm phải ha. Trường hợp thứ năm là trường hợp các bạn để cho họa tiết bị cắt. Ví dụ như đây. Họa tiết mình để cho nó bị cắt mắt ra bên ngoài rồi. Nếu như mà chúng ta để cho cái họa tiết mà nó bị cắt như thế này thì nó sẽ gây cảm giác không trọn vẹn. Thậm chí người xem, người ta nhìn vô, người ta không nhận gì được đối tượng luôn. Thì mặc dù đây là cái trường hợp mà ít gặp phải hơn so với 4 trường hợp còn lại, tuy nhiên mình vẫn thấy có một số bạn cũng bị phạm nhé. Tóm gọn lại thì đây là cái 5 trường hợp phạm lỗi khi chúng ta bố cục một bài trang trí, các bạn nên lưu ý và chúng ta tránh xa ha. Các bạn ơi, trong quá trình học vẽ thì đương nhiên sẽ còn có những cái sai sót cũng như là những lỗi lầm mà mình còn phải trải qua. Trong video này là những cái lỗi phổ biến mà mình đưa ra. Nếu như các bạn thấy mình còn nằm trong trường hợp nào thì hãy nhanh chóng thay đổi và sửa chữa nha. Đồng thời, nếu như các bạn có những cái lỗi mà mình sửa hoài vẫn không được thì mình có thể comment ngay dưới phần bình luận của video này để mình có thể giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên like và share video này giúp mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.